Xin chào tất cả các bạn. Trong cái video chia sẻ hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái thủ thuật trong Word để các bạn lấy được tất cả các thanh cái thước trong Word ra. Thì nó thường nó có cái thanh ngang và thanh dọc. Thì như thông thường thì trên cái menu của Word á, thì các bạn có thể vào View và các bạn chép vào ruler thì nó sẽ xuất hiện cái thước để cho bạn thuận tiện khi bạn canh đoạn văn bản của mình khi soạn thảo. Thì ở đây trong trường hợp này, khi các bạn chọn vào cái tab view á, các bạn chọn chép vào ruler thì nó chỉ xuất hiện duy nhất một cái thanh cái thước ngang. Thì trong trường hợp này, để xuất hiện được thanh cái thước cột dọc ở đây thì các bạn phải vào trong cái phần File Option, các bạn check thì nó mới xuất hiện ra. Thì các bạn vào File Option và các bạn chọn vào cái thẻ Advanced nè, Advanced, rồi các bạn cứ kéo xuống ở phía dưới, các bạn chọn là ở cái mục của các bạn là chép vào đây nè, vào show vertical ruler in print layout view. Thì khi các bạn chép ở đây á thì nó sẽ xuất hiện tất cả các thanh thước trong phần Word. Thì ở đây khi các bạn chép ở đây thì nó sẽ xuất hiện cái thanh thước của cái thanh chọc này đó, nó xuất hiện. Thì thông thường thì nếu như các bạn bỏ này thì nó sẽ mất hết thước ngang và dọc. Khi bạn check thì có lại. Trường hợp như mình đã nói rồi đó, thì trường hợp ở trong cái mục này nó bị bỏ check. Chỗ này các bạn show ruler in print layout view, thì trường hợp này nó sẽ mắc cái thanh thước ở cái cột đứng cột dọc á. Thì các bạn lấy ra, các bạn vào Option ha, bạn vào Advanced và các bạn chọn vào Show Vertical Ruler in Print Layout View, rồi ở đây chết vào đây nó xuất hiện. Trường hợp nếu như các bạn mà lấy muốn lấy cái thước thanh thước ruler cả cột ngang và cột dọc mà không trên cái thanh menu của Word, nó không có xuất hiện cái tab view rồi nè. Trong trường hợp mình sẽ trường hợp em sẽ làm cho bạn xem nó không không xuất hiện đây. Thì để xuất hiện nhanh chóng thì các bạn cứ click vào trên cái menu rồi nè các bạn, trên cái menu của Word á, các bạn chọn vào là Custom the Ribbon ha. Các bạn cứ click vào trong những cái tab các chức năng trên menu của Word à. Các bạn chọn vào Custom the Ribbon. Các bạn tại Custom Ribbon này nè. Cái mục View này đã bị bỏ tít rồi nè. Các bạn tít lại thì nó sẽ xuất hiện ra cái ở trên menu của Word của bạn, để các bạn có thể check được cái thước ra. Thì ở đây nó sẽ xuất hiện hai cái thanh thước ngang và dọc. Khi trường hợp á, nó không xuất hiện dọc thì như cái hướng dẫn của mình á, thì các bạn cứ vào File Option và vào Advanced thì các bạn rọi ra ha. Còn trường hợp đó không có tab view thì mình hướng dẫn rồi đó, các bạn cứ click chuột phải vào Custom Ribbon rồi các bạn check vào. Ok, đó là trường hợp là có cũng một số bạn gặp trường hợp là không xuất hiện cái thanh thước ở cột dọc này, nó chỉ xuất hiện duy nhất khi bạn rọi ra thì nó xuất hiện cái duy nhất cái cột của hàng ngang thôi, cái thước hàng ngang thôi. Thì cái thước này nó rất là thân thiện cho các bạn để các bạn canh cái đoạn văn bản của mình khi soạn thảo.
Thì trong video em chia sẻ cho bạn lấy toàn bộ các thanh thước ngang và dọc trong quạt ra một cách dễ dàng. Hy vọng là cái video này sẽ hữu ích cho các bạn. Nếu các bạn thấy cái video này nó hay và hữu ích thì các bạn nhớ đăng ký kênh, like và share cái video này để ủng hộ mình ra những cái video chia sẻ tiếp theo các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.